Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em có lấy thêm được rìu của Mỹ hai lưỡi, dao bếp Kasumi, dao bếp mắt, bộ bánh xe, vòi lọc nước bằng từ, cân điện tử, đế để điện thoại và một số đồ nghề bãi, bật lửa Zippo của Mỹ, dao của Mỹ, muỗng nĩa, bộ mài khuôn của Đức, túi đồ nghề. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Nay em lên mã E, E1 là cái túi đồ nghề bằng da ạ. Cái túi này là nó còn mới luôn, nó còn ở trong cái bịch luôn nè. Cái hiệu của cái túi này là Meset ạ. Đây, túi này là nó còn mới luôn. Ở đây thì nó có là một ngăn to, một cái ngăn vừa và có thêm hai cái ngăn nhỏ ở đây ạ. Và có cái mấy cái ngăn nhỏ ngoài trước này nữa. Bên hông thì nó có cái kiểu như vậy. Ở ngoài sau của nó đây. Ngoài sau này thì giống như là nó phủ nhung lên ạ. Ngoài trước là da. Cái túi này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được chiều dài phần đầu này trên đây với phần tới phần đáy là được 33,5. Và cái phần này tới phần đáy thì được là 24 ạ. Và nó ngang qua thì được khoảng là 25. Cái túi đồ nghề mã E1 này em bán là 450k ạ. E1 450k. Giờ em qua E2 ạ. E2 là cái dây để các anh mình tưới cây ở trong vườn ạ. Nó có cái túi của nó luôn này ạ. Cái túi để mình để vào cho gọn. Thì ở đây là em thấy nó có một cái đầu này. Đây ạ, một cái đầu này. Và đây cái vòi này thì khi mà các anh mình chỉnh đây, để mình chỉnh, mình tưới nó từ tùy theo cái mức độ đây ạ. Từ theo cái mình muốn cho nước nó ra là nhiều hay ít đây ạ. Và cái vòi của nó đây. Đó, cái để mình gắn vào cái vòi nước nhà mình màu đen ạ. Đây phía ngoài đây, phía ngoài là nó bọc vải, còn phía trong là nó có một cái ống phía trong. Thì cái dây này là nó dài là khoảng 20m ạ. Còn mới luôn. Thì cái mã E2 này em bán là 400k. Dây tưới vườn ạ. E2 400k. Và em qua E3 ạ. E3 là bộ mài khuôn. Bộ mài khuôn này là cái hiệu của nó đây ạ. Cái này thì là của Đức ạ. Đây, Gẹt Mini, nó sản xuất tại Đức. Đây, cái hiệu của nó đây. Thì ở đây là nó có là cái cọng dây trên đây là để mình nối dài ra. Và cái này thì mình dùng điện là điện 110 ạ. Đây nó có để đây 110V và công suất là 130W ạ. Và cái đầu này là đầu 3,2 ly ạ. Đây. Một bộ của nó luôn, đầy đủ luôn ạ. Trong đây. Thêm cái này nữa ạ. Và cái máy này đây có cái nút on off ở đây. Và có cái điều tốc ở đây ạ, từ 1 cho đến 6 ạ.
Khi mình sử dụng xong thì mình treo lên cũng được, hoặc là mình để vào hộp ạ. Và cái mã E3 này là em bán 500k ạ. Và em qua E4. Hai cái cây nĩa này thì để mình khi mà mình luộc gà thì mình xiên mình xem là gà chín hay chưa, thì nó còn mới luôn ạ. Cái phần tay cầm là bằng gỗ đây, thì em có hai cây, một cây dài một cây ngắn. Thì em đo chiều dài của cây dài là được 33,3, và chiều dài của cây ngắn này thì được là 27 ạ. Thì combo hai cây xiên gà này em bán là 200k E4 ạ. Đây, tay cầm là bằng gỗ. Em qua E5 là cái bầu cũ ạ. Cái bầu cũ này là của Happy Kids. Đây, nó có cái kiểu như vậy. Thép của nó là thép không gỉ ạ. Nó cái phần lưỡi răng răng. Và cái này thì một cái là bào xéo, một cái bào mình cầm kiểu này ạ. Đó, mình cầm kiểu này, nó có hai loại, đều của Happy Kids hết ạ. Đó, nó có hai loại như vậy. Thì combo hai cái này là em bán 180k ạ. E5 180k hai cái ạ, hai cái bào. Em qua E6 là muỗng pha cà phê ạ. Cái muỗng này thì ở đây là cái màu hồng ánh kim ạ. Nó là inox 304. Đây ạ. Inox 304. Em đo chiều dài là được hơn 19 ạ, hơn 19 một xíu. Qua đây thì được là 2,6 ạ. Cái này muỗng pha cà phê pha sữa. Em bán E6 này là 100k 5 cái. Và em qua E7 là muỗng nĩa ăn trái cây và ăn sữa chua ăn kem ạ. Cũng là màu hồng ánh kim luôn. Thì ở đây em có 10 cái là 5 cái muỗng nhỏ và 5 cái nĩa nhỏ ạ. Đều là inox 304. Thì chiều dài của nó ở đây là được 14,5 ạ. Và ngang qua đây thì là được 2,6. Nĩa thì nó dài ở đây là cũng 14 năm ạ. Thì combo 5 muỗng 5 nĩa này em bán là 150k. E7 150. Giờ em qua E8 ạ. E8 ở đây thì em còn hai cái nĩa màu vàng. Và ở đây thì em có là 6 cái nĩa màu trắng ạ. Đều là inox 304 hết. Thì chiều dài của nĩa này đây là được chiều dài là hơn 20 ạ, hơn 20. Và ngang qua đây thì được là 2,6 ạ. Thì E8 này em bán là 200k. Và em qua E9 ạ. E9 là một cái con dao của Mỹ ạ. Của Grand River Canai đây ạ. Trên dao đây có chữ đây ạ, Grand River Canai Vest ạ, của USA. Và thép này là thép CBM 3V, thép không gỉ. Và mặt bên đây thì nó có hình cái la bàn nữa ạ. Tay cầm của nó đây. Chốt là đều bằng đồng hết ạ.
và cái vỏ của nó đây, da này là da thật ạ. Dao này thì cái chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 22, và cái phần lưỡi ở đây là được 10,4, và bản ngang qua đây là được 2,2. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 3,22 ly ạ. E9 này em bán là 4,1 triệu. Em qua E10 là cái bật lửa. Cái bật lửa này là của Nhật ạ. Ở dưới đây là có chữ Japan đây ạ. Đây có chữ Japan ở đây. Và cái bật lửa này là bằng đồng ạ. Cái này thì mình có thể làm móc khóa cũng được ạ. Cái này thì mình xài xăng Zippo, các anh các chú mình sẽ mở cái nắp này lên đây và mình cho xăng vào đây ạ. Đây mình cho xăng vào đây mình sử dụng ạ, hoặc là để mình sưu tầm cũng được ạ, rất là gọn luôn. Thì chiều dài của cái bật lửa này nó được là khoảng 6 cm ạ. Cái bật lửa của Nhật này em bán là 750k E10 ạ. Và em qua E11 là bật lửa Zippo của Mỹ ạ. Bật lửa này thì màu vàng, hình ngôi sao. Hàng này thì hàng của Mỹ xuất sang Nhật ạ. Nó có giấy tờ đầy đủ luôn. Cái này là hàng mới, chưa qua sử dụng. Mã của nó là E16, Made in USA. Đây, phía bên trong của nó đây. Cái bật lửa E11 này em bán là 600k. Em qua E12 là cái màu xanh ạ. Cái màu xanh này thì cái mã của nó là L Zippo 16 Made in USA. Đây phía trong của nó đây ạ, là còn mới chưa sử dụng. Em bán 600k E12 ạ. Em qua E13. Cái Zippo màu đen ạ. Cái Zippo này thì cái mã của nó là M15 Made in USA. Cái phía sau thì nó có bị xước nhẹ một xíu ạ. Chưa sử dụng mà chắc trong quá trình vận chuyển sản xuất sao ạ. Đó. Đây, còn mới luôn đây. E13 này em bán là 580k. Em qua E14 ạ. Là một cái Zippo màu bạc ạ. Đây rất là đẹp. Kiểu đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn. Cái này là K15 ạ. K15 Made in USA ạ. Ở trên có chữ Zippo và hình cái bật lửa ạ. Cái này em bán 620. E14 620 ạ. Em qua E15 là cây này là cây gậy tự sướng selfie, hoặc là mình để giày, mình có thể để giày mình gắn cái điện thoại lên đây để mình coi phim cũng được ạ, coi phim. Và khi mà đây có ba cái chân như vậy, và khi mà mình gấp gọn nó lại như vậy và mình kéo dài ra, đó, mình kéo dài ra thì kéo dài tối đa của nó thì em đo là được dài 1 mét ạ. Và nó có cái nút nguồn trên đây, on off trên đây đây để mình kết nối ạ. Đó, để mình cái này thì dùng selfie tự sướng đây ạ. À. Và khi gấp gọn mình cất đi thì chiều dài của nó đây thì tầm là khoảng 22 ạ. Cái này còn mới luôn đây, em chưa có bóc cái miếng nhựa này luôn đây nè, nó còn mới luôn đây. Đó.
E15 này em bán là 200k ạ. Và em qua E16 là cái đèn. Cái đèn này thì các anh các chú mình để trên xe ô tô ạ. Tại vì cái chui sạc của nó là trên xe ô tô. Đây cái phần sạc của nó đây. Cái này này đèn thì nó có đây đèn sáng này, sáng mờ, sáng hơn nữa rồi sáng hơn nữa à, bắt đầu nó chớp tắt. Và mình nó có đèn xanh, đèn đỏ nè, đây kiểu như vậy. Đó, và mình tắt. Cái đèn này thì nó có bốn cái nút cao su mà nó bị mất đây một nút rồi ạ. Em lấy ở bãi thì nó bị mất một nút rồi. Đó, nó gọn như vậy thôi. Như em đo chiều cao của cái đèn từ cái phần chân cho tới cái phần tay cầm thì được là 25 năm, à 25,5, thì cái mặt kính của cái đèn này qua đây là được 13,7, và cái này thì nó cao đây là được khoảng 11 à. Đó. Cái này mình để ở ngoài sau cốp xe ô tô thì rất là gọn luôn, để khi mà mình cần thiết thì mình sử dụng mà. Đây nó như em để vậy và em gấp gọn đây. Thì cái đèn này em bán là 400k. E16 400k. Và em qua E17 là cái bếp ga ạ. Cái bếp này á, thì các anh các chú mình đi du lịch, đi dã ngoại cắm trại đây, đi phượt. Đó, cái này thì mình gắn vào cái bình ga nhỏ mini ạ. Và cái này thì mình chỉnh đây, mình chỉnh on off ở đây và mình chỉnh làm lửa lớn nhỏ. Và ở đây thì nó có luôn cái mồi cho mình đây. Đó. Đó. Cái này thì mở ra là được cái chân ở đây ạ, à. Nó cái chân nó kê cho cao lên. Kê được cái chân cao lên và này mình để mình nấu ăn trên đây, mình nấu ở trên đây. Và khi mà gấp gọn thì mình xếp cái chân này vào. Cái này thì người trước họ có dùng lướt một xíu ạ. Thì cái bếp ga mini này em bán là 400k, E17 ạ, 400k. Và em qua E18 ạ. Là cái cây chân máy ảnh hoặc là chân mình để mình xem điện thoại cũng được ạ. Thì cái này có cái đồ để các anh mình gắn ở trên đây luôn, để mình để được cái điện thoại luôn đây ạ. Cái này thì nó dài là được 2 mét ạ, là em tính luôn cái phần cây ở đây, cái phần này là mình chỉnh lên xuống được luôn này ạ. Và cái này thì gấp gọn là 50 cm. Cái này mình chỉnh nó lên xuống như vậy. Hình thức thì cái phần sơn của nó đây, cái phần sơn là nó bị bong tróc ra đây, nó bong tróc cái lớp mạ màu đen ạ. Đây cái lớp mạ màu đen. Thì cái cây này em bán là 800k ạ, 800k. E18 800k. Là luôn cái phần mà để mình gắn vào để mình để điện thoại ạ. À. Em qua E19. E19 là cái hộp cắt móng tay của Đức ạ. À. Cái này thì hai cái nhỏ, một cái lớn, một cái nhỏ.
đều là bấm ngang hết à. Bấm nhỏ thì cho các bé đây, bấm lớn thì cho người lớn mình. Và một cái cây dũa móng. Cái này thì em bán là 180k E19. Em qua E20 là cái đồ đế để điện thoại, cái đồ để điện thoại đây. Rất là gọn luôn và rất là chắc chắn. Và cái bảng nó to nữa à. Mình để điện thoại. Cái này thì màu bạc. Cái này thì em bán là 140k à. E20 140k. Cái này nó qua cái bảng nó to à, mình để điện thoại thoải mái à, không có sợ bị trên hay khập khiễng gì đâu ạ. À. Qua đây là được 7 cm ạ. Và nó cao ở đây thì được là 9,5. Cái đế của nó đây. Qua là 12, ngang qua cao là 12, ngang qua là 9 ạ. À. Đây nó có mấy cái nút cao su hết ạ. À. Trên đây cũng có đây, đó. Thì cái màu bạc này em bán 140k. Và em qua cái màu đen, có cái em được một cái màu bạc và một cái màu đen. Cái màu đen thì cũng 140k luôn, cũng còn mới luôn đây ạ. À. Và em qua E22 là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này thì còn mới mà do là cái mặt kính của nó bị cái vật khác cấn lên đây nên có nứt một đường đây. Và cái này là chống nước à. Này nó nằm ở trong đây, cái máy nó nằm ở trong đây ạ. À. Đây, mình xài một cục pin. Đó, đậy lại. Cái này thì mình treo. Bị nứt một đường ở đây. Này nó còn cái miếng kiến luôn đây ạ, à, nó cái miếng nhựa của nó luôn. Cái đồng hồ này thì em đo cái đường kính qua thì nó được là hơn 10 ạ. À. Rất là gọn. Em bán 150k. E22 150k. Em qua E23. E23 là cái bộ sửa điện thoại ạ. Ở đây thì em có được ba cái cây. Ở đây thì em thấy nó có để đây là đây 0.6, 1.2 và 0.8. Ba cây này em bán 80k. E23 80k. Em qua E24 ạ. À. Cũng một cái bộ sửa điện thoại. Này. Cái này thì ở đây nó có 24 đầu ạ, 24 đầu. Cái cây này thì cây nối ạ, để mình nối mấy cái đầu này ạ. Đó, mình nối về rồi mình sửa ạ. Một bộ này thì em bán là 100k. E24 100k. Em qua E25 là cái tay thắng của xe máy ạ. À. Cái này là nó còn mới luôn, nó có trong cái túi mà cái túi thì rách rồi. Nên em lấy ra. Đó. Cặp tay thắng này em bán là 180k ạ, à, E25. Em qua E26 là trợ lực cái cây trợ lực để lái xe máy à, mô tô à. Em thấy như vậy. Cái cây này thì em đo cái chiều dài cái thanh này đây thì được là 20 ạ. À. Còn cái này đây. Đó, hai đầu nó như vậy. Thì cái cây E26 này em bán là 100k. Em qua E27 ạ. E27 thì đèn cho xe máy ạ. À.
Cái này thì nó có cái khóa ở đây là 14 và 17 luôn. Đó. Một bộ của nó đây ạ. Thì cái bộ này em bán là 200k E27 200k. Em qua E28. E28 là cái vòi để mình tưới ở vườn à. Đó, mình lắp vào và mình cho nó xoay đây, nó xoay rồi nó bắn nước ra. Cái này thì nó bằng nhựa à. Đó. Cái này thì em bán hai cái này là 120k E28, hai cái 120. Em qua E29 là cái cân điện tử à. Cân điện tử này là của Huawei à, của Đài Loan xuất Nhật. Cái này là còn mới luôn, nó còn ở trong cái túi luôn ạ. À. Sáng thì em đi em lấy được một cái này. Đó. Nó có để ngoài sau đây là nó cân ở đây là được trọng lượng tối đa là được 150 kg à, đến 150 kg. Cái này thì em mới lấy về thôi, em chưa có tìm hiểu kỹ, thì em thấy là nó có để wifi rồi bluetooth nè. Cái này giống như là đo chỉ số sức khỏe nó hay sao ạ? À? Em thì chưa có tìm hiểu. À, cái con này thì cái mặt kính là nó là thủy tinh ạ. À. Mặt trên là thủy tinh. Mặt kính thủy tinh thì em đo nó qua đây là được chiều ngang qua là được 30,5. Chiều cao nó cũng 30,5 thì cái con này là nó dạng hình vuông ạ, à, nó kiểu nó như vậy ạ. À. Thì cân này em bán là 480k E29. Em qua E30 là cái vòi lọc nước từ của Nhật. Nó còn cái hộp luôn, cái hộp thì hơi hộp bên ngoài bằng giấy thì hơi xấu ạ. À. Đây nó có hình ảnh minh họa để các anh các chú mình rửa trái cây, rửa rau, rửa chén. Và nó có hướng dẫn mình lắp đặt đây. Một bộ đầy đủ của nó như vậy ạ. Đó, cái này thì mình kéo ra, mình có thể mình kéo dài ra được, mình theo mình ngắn vậy hoặc là mình muốn dài ra. Và cái này thì lâu ngày rồi, cái phần từ thì nó là cái phần trên đây. Và lâu ngày thì nó hút được những cái tạp chất. Thì các anh các chú mình dặn ra và mình vệ sinh ở đây. Và cái phần này á. Thì cái vòi lọc 500 này em bán là 180k ạ. À. E30 180k. Em qua E31. E31 là cái bộ để các chị mình làm móng ạ. À. Đây nó có cây dũa móng rồi chà gót chân đó. Rồi cái chải nó đây kiểu như vậy một bộ, rồi lấy khóe rồi lưỡi lam rồi đây nó một bộ đầy đủ luôn. Rồi mình đánh móng đây, đánh cho bóng móng, rồi có cây kìm, thấy rất là nhiều luôn. Cây dũa đây rất là nhiều dũa luôn. Cái này là hàng còn mới luôn ạ, à, chưa qua sử dụng, còn trong hộp. Và nguyên cái combo làm móng này em bán là 250k E31. Em qua E32. E32 là cái móc ạ, à, nó có 48 cái ạ. À. Có size nó có từng size hết khác nhau ạ, à. Đây nó để vào từng ô đây ạ. À. Thì cái móc này em bán là 150k E32. Em qua E33.
E33 thì cái này là để các anh các chú mình đóng vào cái áo mà áo jean ạ. À, em thấy áo jean thì nó có hai mấy cái nút này, hoặc là các anh mình sử dụng vào cái việc cần thiết của các anh các chú mình đây đó, nhiều lắm ạ. À, màu đen rồi màu nâu, màu vàng, màu bạc đây ạ, à, đầy đủ luôn. Thì nó có mấy cây trong đây nè, cây để mình đóng trong đây nữa đây. Đó, mấy cây nó để trong đây, em không dám mở ra sợ nó rớt ra hết à. Đó, đây. Đó, nó có mấy cái cây để có mấy từng từng cái lỗ trong đây nè, giống như cái bấm dây lưng ạ. Thì cái bộ này em bán 180k E33. E34 ạ. E34 là cái đầu để gắn vào mạch điện tử đây ạ, à. Đó. Thì cái đầu này nó có thêm một cái con ốc để mình dặn lại. Thì cái đầu này em đo ở đây là nó được đây, em đo ở ngoài đây thì nó được là 6,59 ạ. Cái này thì nó có một cái này và thêm một con ốc để các anh các chú mình đây, nó có như vậy đây. Cái của nó đây. Và một bịch của nó thì em để gọn vào trong đây hết. E34 này em bán là 100k. Thì em qua E35 ạ. E35 thì cái này nó chỉ có cái đầu thôi, nó nhỏ hơn. Đây, nó là đều là bằng đồng hết ạ. Đây, nó thì được là 4,6 ạ. Đều là bằng đồng. E35 này em bán 100k. E36. E36 thì cái này nó có trong cái hộp như vậy. Em không biết này là cái gì ở này, thì bằng đồng á, cũng bằng đồng luôn, đồng đỏ. Đây nó có các size như vậy. Thì cái hộp này em bán 100k ạ. Em qua E37 ạ. Là cái hộp rút IV. Hộp rút IV này thì ở đây nó để là được 120 cái ạ. Còn cái này là nó có đầy đủ size luôn. Đó, nó để ở đây là được 1, 2, 3, 4, 5, 6 ạ. 6 size. Em bán 80k E37. Em qua E38 là cây dao rọc giấy ạ. Cây dao này thì ở đây nó để là lưỡi dài ở đây là được dài là 25 mm ạ. 25 cm. Đây. Lưỡi là còn mới luôn. Em bán 80k. Dao này to. E38 80k. Em qua E39 ạ. À, là mấy cái móc khóa. Cái móc này thì em bán combo 3 cái. 3 cái là 100k. Cái hộp này đều giống nhau hết ạ. À, là 100k. E39 100k. Em qua E40 là 10 cây dũa ạ, 10 cây dũa nhỏ. 10 cây dũa này thì ở đây là nó có dũa dẹp, dũa tròn. Cái này thì đây, kiểu nó bầu bầu đây ạ. À, đó. Cái này thì một mặt là nó dẹp, một mặt thì nó bầu lên. Này nó hơi bị rỉ thì về các anh các chú mình dũa qua là nó hết cái phần rỉ đó đi à. Đó, và dũa cạnh đây. Em thấy là nó đầy đủ tương đối à, thì cái này size nhỏ. Size nhỏ này thì một cây em đo một cây này thì nó dài ở đây là được hơn 14 ạ. À, nó nhỏ thôi ạ. À, để mình dũa ở trong những cái ngóc ngách ạ. Em bán 90k 10 cây này E40. Và em qua E41 là cái iTat ạ. Cái này là để mình gắn cái này là cái móc khóa gắn cái iTat vào ạ.
Thì cái anh cái chú mà mình dùng bên Apple ạ, iPhone Apple thì mình cần sử dụng cái móc này. Thì ở đây em có hai cái, em bán là 100k E41. Em qua E42. E42 là ở đây em có bốn cái móc. Móc này thì là nó là thép không gỉ ạ. Đây. Cái móc này để mình khóa lại ạ, đó. Đó. Mình dặn xuống tới đây, xong rồi mình dặn lên để mình khóa nó lại. Thì cái móc này em đo dài thì được là khoảng 5,8 và nó ngang qua đây. Nó ngang qua thì được là 2,5 mà. Em đo để cho các anh các chú mình nhìn trên clip để dễ hình dung ra hơn. Thì ở đây em có bốn cái móc này, em bán là 80k E42. Em qua E43. Nay em có được 7 cái thì em bán luôn 7 cái này đây. Đây. Móc đây ạ. Móc này thì em đo cái chiều dài của nó đây là được 5 ạ, và nó ngang qua khoảng trên đây qua là được khoảng 2 đó. Thì combo ở đây em có là được 7 cái. Trong đây là 7 cái ạ. Em bán 140 ạ. E43 140k. Em qua E44 ạ. Cái mã E43 này em bị nhầm mã với cái móc ạ. Cái này thì em không có ghi mã luôn. Cái mã này thì nó có là hai móc nhôm. Hai cái móc nhôm này và cái này thì nó cũng là bằng nhôm luôn ạ. Và nó cái kiểu nó như vậy đây, nó nằm ở trong cái có cái này, nó có cái miếng miếng vải như vậy đó. Này đây, cái này cũng có thể khóa lại nữa ạ. Đó, mình dặn xuống. Xong rồi mình khóa lên. Bốn cái móc này thì em bán là 80k. Các anh các chú nào mua cái mã này thì nói là bốn cái móc nhôm. Em bán 80k ạ. Tại vì em bị nhầm mã với E43 kia. Em qua E44. E44 là cái dây này thì nó dài khoảng 1 mét ạ. Còn mới luôn. Đây hai cái móc của nó đây ạ. Nó có hai cái móc. Em bán 50k E44 50k. Em qua E45. Ở đây thì em có 10 cái móc ạ. 10 cái móc, nhỏ nhỏ như vậy. Em bán 50k 10 cái. E45 50k. Em qua E46. E46 ở đây thì em có làm. Ở đây là được 10 cái luôn ạ. À, 5 vàng và 5 đen, nó móc này bằng nhôm. Móc này thì nhỏ ạ. Nó dài ở đây là được 4,5 ạ. Cái này em bán 10 cái này 80k. E46 80k. Em qua E47. E47 là cái quấn dây cáp ạ. Thì ở đây nó có hai bịch này đây. Một đầu là cái này và một đầu là cái ốc bên đây. Đây. Đây là một bộ của nó như vậy đó. Em bán cái combo này là 150k ạ. E47 150k. 10 cái luôn ạ.
bịch, hai bịch của nó đây. E47 150k. Em qua E48 ạ. E48 là cái đầu đây, một cái đầu gắn vào máy bắn vít đây ạ. Nó lắc léo như vậy. Cái này thì nó dài ở đây là được 30 ạ. E48 này em bán 80k. Em qua E49 là cây kìm mở phe, còn mới luôn ạ. À, cái kiểu dáng của nó như vậy. Nó dài ở đây là được 15. Em bán 50k ạ. E49 50k. Em qua E50 là cái đồ ủ ấm tay của Nhật ạ. Cái này mình lạnh thì mình để như vậy mình ủ ấm ạ, hoặc là các anh các chú mình đi Đà Lạt ạ. Đây, nó có chữ Nhật hết ở đây. Này, cái ngoài nó cũng có chữ Nhật đây. Và cái phần này đây, cái phần bông của nó đây ạ. Đó. Và mình cho xăng vào đây ạ. Đó. Và mình nó thấm hết miếng này. Và mình cho lửa đây và mình đậy là như vậy. Đó, nó sẽ cháy từ 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 kiểu như vậy. Và cái ủ ấm này em bán là 80k E50. Em qua E51 là mấy cái đầu mài ạ. Đây, ở đây thì nó có kiểu như vậy. Một cái đầu này, đầu này đầu ba ly ạ. Và nó có một cái đầu tròn nữa ạ. Và cái đầu bông ra như cái. Đây, nó có ba cái này. Và em bán luôn một cái túi này rất là nhiều luôn ạ. Rất là nhiều đầu để các anh các chú mình sử dụng thay đổi ạ. Một bộ này, một bịch này là nó có ba cái này. Còn mới hết ạ. Nó trong một cái túi như vậy. E51 này em bán là 100k. Em qua E52 là cái đồ để mình câu cá bé hoặc là mình câu tôm ạ. Đó. Nó còn dây luôn, cái này nó cũng còn mới luôn ạ. Cái này loại nhỏ. Đây, nó để trên đây thì cái này em không có rành, em chỉ để lên đây để các anh các chú mình xem các thông số ở trên đây thôi ạ. Các anh mình chuyên về câu ạ. Em để cái thông số này ở đây, các anh mình xem giúp em. Và cái này thì em bán 100k ạ. E52 100k. Em qua E53 là cái hai cây kẹp để kẹp bình ắc quy. Thì cái này chưa có dây ạ. Đó, này nó bằng đồng đỏ luôn. Chưa có dây thì em bán chỉ 80k thôi. Về các anh các chú mình lắp dây vào sử dụng ạ. E53 80k một cặp. Em qua E54 là cây tìm hàng, mở hàng ạ. Mở hàng thì mở hàng ở đây là dùng điện, điện của nó là điện 110 ạ. Đây, nó cái đồ hút đây. Đó. Cây nhíp, một cái đầu để mình thay đổi, một cái đế để mình để cây kìm hàng lên. Đó, một bộ. Mà đây nó có đầy đủ hết cái này đây. Đó. Và chỉnh on up ở đây, chỉnh nhiệt độ ở đây. Nó điện là điện 110V, công suất là 60W. Thì cái bộ này em bán là 180k.
E14-180K. Em qua E55 là cái dây nối điện, ở đây thì nó có 9 cộng ạ. Đây. Đó. Như cái cộng này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 30 ạ. Ở đây có 9 cộng, em bán 80k. E55 80k. Em qua E56 ạ, là cây rìu. Cây rìu này thì nó nặng là 2,7 kg ạ, nặng tổng thể là 2,7 kg và chiều dài là nó dài được 90 cm ạ. Đây, cái phần lưỡi rìu đây còn rất là sắc luôn. Em đo cái phần lưỡi rìu ở đây. Cái phần lưỡi rìu ở đây là được 12. Và cái bảng nó dài qua nó, cái bảng nó dài là được 20,6 ạ. Rìu này em bán là 700k. E56 700k. Em qua E57 là cái cán rìu. Cái cán rìu này thì nó dài là được 90 cm ạ. Và nó có cái số ở trên đây. E57 380 ạ. Và em qua E58 là cây rìu của Mỹ ạ. Nặng tổng thể là được 2,3 kg và nó dài là 85 cm ạ. Đây, rìu này là nó còn nguyên zin luôn đây ạ. Đây nó có chữ đây, Made in USA. Đó. Rìu hai lưỡi ạ. Và có cái mã bên đây, US93. Made in USA. Và cái cán này của nó là cán Hickory ạ. Màu gỗ còn rất là đẹp luôn. Em đo chiều dài cái phần lưỡi này là được chiều dài là được 25,5 và phần lưỡi rìu ở đây là được 12 ạ. Và cây rìu của Mỹ E58 này, các anh các chú nào quan tâm thì nhắn cho em ạ. Và em qua E59 là cái dây ạ, dây hơi. Dây hơi này thì nó dài là được 12 m. Đây, hai đầu của nó đây. Cái này thì em test rồi, ok ạ, nó không có bị xì gì hết. Và cái dây hơi dài 12 m này em bán là 200k. Dây này là của Korea ạ. Đây, Made in Korea, là của Hàn Quốc. Và em qua xịt hơi, cây xịt hơi của Top. Đây, cây này thì em cũng test luôn rồi ạ. Cây xịt hơi này thì em cũng bán 200k E60. Và em qua E61 là cưa của Tajima ạ. Cưa này thì lưỡi rời với cán thì về các anh các chú mình lắp lại, lắp vào trong đây rất là dễ lắp luôn ạ. Mình lắp vào trong đây rồi mình cưa này thì gấp gọn lại, gấp gọn lại. Lưỡi của nó là dài 200 mm ạ. Và cây cưa gấp Tajima này em bán là 280k. Và em qua cái kéo cắt cành ạ. Cây kéo cắt cành này thì phía bên cái tay cầm của nó đây thì người ta có bọc cái miếng da đây, nó có bọc da ở đây. Và con ốc này thì bằng đồng, lò xo chữ V ạ. Và lưỡi của nó đây rất là sắc bén luôn, chữ họ khắc ở trên đây. Và kéo này thì cái size của nó là 200 mm ạ.
E62 này em bán là 480k. E62 480. Em qua E63. E63 là cây kéo cắt cành nè. Kiểu dáng chữ A này ạ, đó. Nó còn cái hộp luôn của Gonta. Đây. Và kéo này size là cũng 200mm ạ. Dài 200mm. Đây. Lưỡi kéo đây, chữ đây. Đó, họ khắc trên lưỡi. Và kéo này là cái phần lưỡi của nó là dạng lưỡi kéo mà dạng bóng gương ạ. Nó rất là bóng luôn. Và em bán luôn kèm cái bao ạ, cái bao kéo là đây. Đó. Trên cái bao kéo này đây nó có để chữ Made in Japan luôn nè. Thì em bán 1.500.000 kéo kèm luôn cái bao da. E63 là 1.500.000. Em qua E64 là bộ đầu bông mà gấp gọn, rất là tiện dụng luôn. Cái này mình có thể làm cái khóa nữa đây ạ, à. Mình treo ở đâu đó cũng rất là tiện. Đầu bông này thì ở đây là em có được 9 cái. Nó có để ở đây đây, T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ạ. Ở bên đây thì được là 5 và cái to này thì là 3 ạ. Nó gấp gọn mình sử dụng. Rất là gọn luôn. Khi mà gấp gọn rồi thì nó dài ở đây là khoảng 9,5 ạ. Thì cái E64 này em bán là 100k. Em qua E65. Con dao này thì thép của nó là thép không dĩ Thales Tail. Đó. Có cái chữ trên đây, Buwanda. Cái kiểu dao này thì nó không có làm nhọn ạ. Đây, nó không có làm nhọn. Dao này cũng là dao sinh tồn đây ạ. Ở trên đây thì nó làm là dạng như cưa. Bên đây thì lưỡi dao. Dao này thì em đo cái phần lưỡi ở đây là được, nó dài ở đây là được 18,8. Phần lưỡi ở đây thì khoảng là 7 ạ. Phần lưỡi là 7. Và cái bảng ngang của nó qua thì được khoảng là 2,5. Cái độ dày của dao này đây 3,8 ạ. Em bán 200k. Đây, bỏ vô giày. Mình dán lại. Đó, nó có cái dây nữa đây ạ. Dây ngoài sau là dây thun mà. E65 200k. Em qua E66 là cái khò ga. Cái này thì mình gắn vào cái bình ga mini của mình dùng ạ. Cái này nó có tự động luôn. Nó có mồi luôn đây ạ, à. Đó. Chỉnh nò nớp ở đây. Của Tokyo Japan. Cái này em bán 160k ạ. Khò ga là em bán 160 này, em ghi nhầm ạ. E66 là 160k. Em qua E67 là cái con dao gấp ạ. Dao gấp cái màu của nó đây. Đó. Màu xanh, màu tím, màu hồng, màu xanh dương. Dao này khi mà gấp gọn rồi thì được là 12 năm. Kiểu nó như vậy. Phần lưỡi ở đây là được
phần lưỡi ở đây là 8,2 và bản ngang qua đây là được 2,3 và độ dày của nó ở đây là được 2,8 ly. Em bán 250k E67. Em qua E68 là kìm đây, cái bộ này đây nó là của Vilison, nó có cái bao ở ngoài luôn ạ, nó rất là nhiều chi tiết luôn. Đây một cây kìm cưa rồi đầu bốn cạnh dao, nó bên đây có đồ khui đồ dũa, khi mà mình gấp gọn, mình muốn gấp gọn mình ấn ở đây ạ, mình ấn ở đây và mình xếp nó vào. Em gấp gọn em cho vào trong đây. E68 này em bán 300k. Em qua E69 là một cái con dao, nó có cái phía ngoài là bao da. Đây, một con dao ốp nhựa Kabushi. Này, nó rất là đẹp luôn. Vân là vân Damascus ạ. Vân Damascus. Cái này thì mình có thể mình gạt qua gạt lại được ạ, giữ dao. Đó, cái kiểu nó làm như vậy. Em đo cái phần lưỡi dao ở đây là được 7 ạ. Và ngang qua đây thì được là 1,6. Và độ dày của nó ở đây là được 1,9 ly. Đây, thép không dỉ phân Damascus ạ. Dao này ở đây em đo chiều dài là được 9,5. Và em cho vào đây rất là gọn luôn. Rất là đẹp. Em bán 350k E69. Em qua E70 là một con dao tay cầm có cái bao phía ngoài đây, đó, bao da. Và cái tay cầm là bằng gỗ, thép là thép không dỉ. Thì chiều dài của nó ở đây là được chiều dài tổng thể của dao là được 24,5 và phần lưỡi ở đây thì được là 13 và cái bản ngang qua là được 2,7 và độ dày của nó ở đây là được 3,6 ly. E70 này em bán là 200k. Em qua E71 là cây kẹp gấp. Khi mà các anh các chú mình gớt đồ ở trong cái ngóc ngách hoặc là trong kẹt tủ thì mình không có cho tay vào được, mình phải dùng có cái cây này thì rất là tiện luôn để mình gấp ra. Thì chiều dài của nó thì được khoảng là 28 từ cái phần mũi tới phần tay cầm luôn. Thép là thép không dỉ. E71 80k. Em qua E72. E72 là cái hai cái ben thủy lực ạ. Cái ben này là nó 150 đây, 150 nó. Cái này thì nó cũng thiếu ốc, về các anh các chú mình bắt thêm, mình gắn thêm ốc vào mình bắt ạ. Cặp này thì em bán là 180k một cặp. Em qua E73 là 5 cây dũa. Dũa này thì các anh các chú mình dũa sắt, dũa gỗ ạ. Đây. Cái này ở đây thì có một cây là dũa dẹp đây, một cây dũa dạng bầu lên đây đó. Dũa tròn, dũa ba cạnh và dũa bốn cạnh. Cái này là của Kabushi của Nhật ạ. Thì chiều dài của nó là được 30 ạ. Thì combo 5 cây dũa này em bán là 200k. E73 E73 là 200k ạ.
em qua E74. E74 ở đây thì em có cái hộp lấy ráy tay ạ. Đây, cái hộp của Nhật. Cái hộp trong đây thì này là còn mới luôn ạ. Nó có này lấy ráy tay đầy đủ hết. Nó là một cây là nó có hai đầu ạ, một cây nó có hai đầu. Như cây này thì nó có một đầu, cây này hai đầu, nó cây này hai đầu. Và có một cây để mình vệ sinh khi mà mình lấy ráy tay xong ạ. Còn mới hết, còn trong hộp như vậy. Thì cái hộp này em bán là 120k. E74 120k. Em qua 75 là cái hộp linh kiện dành cho xe máy và xe ô tô ạ. Đây một hộp đầy đủ của nó trong đây đó. Có cầu chì vào đây rồi có mấy cái này nữa đây ạ. Đó. Thì cái hộp này em bán là 180k ạ, E75. Em qua E76. Làm cái mấy cái để mình vệ sinh ạ. Vệ sinh xe máy ạ. Này nó có cái đầu như vậy. Đây em lấy ra để các anh cái chú mình dễ xem hơn. Cái này thì các anh các chú mình gắn cái đầu này vào cái máy bắn vít ạ. Đây ở đâu em có một cái này, mấy cây này là để vệ sinh đây, đó. Vì có một cái đầu này để mình gắn cái bông này vào ạ, đó, mình gắn cái này vào để mình vệ sinh. Ở đây một bộ của nó đây, nó cho mình như vậy. Rất là nhiều. Thì em bán cái này là 200k ạ. E76 200k. Chú mình gắn vào cái máy bắn vít. Và em qua E77 ạ. E77 là cái bộ đầu tiếp ạ. Cái đầu này thì ở đây nó có là được 14 chi tiết. À 12 chi tiết ạ. Đây nó có 12. Và nó có là từ 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ạ. Và nó có một cái là 75mm. Đây, thép của nó là thép CRV. Như cái này thì đầu này là đầu đây, đầu vít của nó đây. Này em. Xoay chiều đảo chiều luôn ạ. Đây. Một bộ của nó đây ạ. Em bán 300k ạ. E77 300k. Cái này là cái đầu nối để nối dài ra thêm. E78 ạ. E78 thì cần siết lực ạ. Cái này cần này đầu 1/4 ạ. Cái này thì ở đây mình chỉnh ạ. Mình chỉnh cho nó có thể là lỏng hoặc là chặt hơn đây. Cái này là của Amazon. Nó bán trên cái web của Amazon đây ạ. Đây, hàng này là hàng nước ngoài ạ. Đó, nó có cái giấy tờ đây. Đó. Cái này thì đây. Nó xuất Nhật đây ạ. Đó. Cái này là còn mới luôn. Cái này nó chỉnh ở đây nữa đây, cái góc ở cái phần ở dưới đây mình dặn ở dưới đây. Cái cần siết lực 1/4 này em bán là 450k E78 ạ. À. Giấy của nó đây, cái hộp của nó bị rách rồi ạ. À. Hướng dẫn sử dụng. E78 450k. E79 là cái búa, một đầu là để mình đóng đinh. Đó, cái phần này để mình đóng đinh không có bị trơn trượt. Một đầu là để mình nại đinh. Đây nó có chữ Japan ở đây ạ. À. Này nó có chữ Japan ở đây.
Và cái phần dưới đáy này cũng có chữ giáp ban ở đây à. Búa này nó nặng tổng thể là 700 g, chiều dài của nó ở đây là được 34 ạ. Em bán 240k. Cái phần tay cầm là bọc cao su, cầm rất là êm tay luôn. Đây trên đây cũng có chữ Nhật đây ạ. E79 240k. Em qua E80 là cây kìm hàng ạ, cây kìm bấm hàng, nó là size 9R đây ạ. Vicerib của dưới tay ạ, đây chữ dưới tay đây ạ. Hình thức là cái màu sơn của nó là bị xuống màu thôi, nhưng mà cái hàm nó đây còn rất là mới luôn đó. Em bán là 320k E80 ạ. Em qua E81. E81 là ở đây em có cái bộ bộ lục giác bi, thì ở đây là nó có 9 cái, 9 chi tiết ạ, 9 cây 18, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5 à, của Mỹ ạ, của Bohut. Còn mới luôn. Đây. Của USA. Thì cái này em bán 350k E81 ạ. Em qua E82 là thước Tajima. Thước này thì nó dài là 160 mm và nó có thể nó chịu trọng lực được 8 kg ạ, nó ghi trên giấy đây. Và cái lực hút của nó rất là mạnh luôn đây ạ. Và nó là có ba cái đồng hồ đây, nó ba cái đồng hồ. Và nó có cái độ đây để khi mà mình sử dụng xong mình có thể treo lên, rất là tiện, rất là gọn luôn. Đây, nó có chữ Made in Japan, Tajima của Nhật. Thì cây thước này em bán là 350k E82 ạ. Thước thủy ạ. Và em qua E83 là một cái con dao đề ba của Takayuki Made in Japan. Thép là thép không gỉ và tay cầm là bằng gỗ ạ. Thì chiều dài phần lưỡi ở đây là được 20,5 và bảng ngang của nó qua là được 6 ạ. Và độ dày ở đây là được 4,4 ly. Em bán con này là 360k E83. Em qua E84 là một cái con dao của hãng Kasumi. Thép là thép VG10 không gỉ và là 32 lớp thép ạ, Made in Japan. Và nó là dòng Kasumi ạ. Đây, cái phần tay cầm là bằng gỗ ạ, và cái phần này thì nó hơi bị lỗi đây một xíu ạ. Dao thì là dao còn mới luôn, chưa sử dụng ạ. Thì cái phần lưỡi ở đây là được 17 và bảng ngang qua là được 4,8. Và độ dày ở đây là được 2,25 ly. E84 em bán là 1.700.000. Và em qua tiếp một con dao gọt trái cây của Kasumi luôn ạ. Cũng là dạng thép là VG10 32 lớp thép, là vân Damascus ạ. Made in Seiki Japan. Và dao này thì cái phần đầu của nó đây nó cũng hơi bị lỗi một xíu đây. Nó hơi bị cái vết nám nám hơi nâu nâu ở đây ạ. Tay cầm là bằng gỗ, có hai chốt. Thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 13,3 và bảng ngang qua là được 3,6 và độ dày ở đây là được 1,7 ly. Em bán 550k E85. Em qua E86 cũng là một cái con của Kasumi luôn, vân Damascus luôn ạ. 32 lớp thép, thép không gỉ VG10, tay cầm thì là bằng gỗ ạ. Và dao này thì ở đây nó cũng có hơi bị lỗi ở đây một xíu đó. Cái phần này thì có sao thì em nói vậy ạ. Đây, dao thì còn là dao mới hết ạ, nhưng mà do nó hơi bị lỗi khâu. Thì cái phần lưỡi ở đây là nó dài ở đây là 20 ạ. Và cái bảng ngang qua đây là được 2,9. Và dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 1,9 ly.
Em bán là 1 triệu ạ. À. E86 1 triệu. Và em qua E87 là combo à. Cái này em bán combo luôn, là dao của Hiệu Mắt ạ. À. Này nó còn trong hộp luôn, nó có giấy luôn đây ạ. À. Dao mắt của Nhật đây ạ, à, mắt. Thép là thép molybdenum tail, thép không rỉ. Dao này là còn mới luôn và trên cái phần lưỡi đây nó cũng có chữ Made in Japan đây. Tay cầm là bằng gỗ ạ. À. Dao này thì nó là dòng Nakiri. Cái phần lưỡi mà em đo được là 17,7 và cái bảng ngang mà em đo qua được đây là 4,5. Và độ dày ở đây thì dao này là được 1,8 ly. Dao còn trong hộp luôn. Và em qua một cái con dao Thái. Đây, nó có chữ đây Made in Japan. Mắt molybdenum tail ạ. Và dao này thì nó làm cái kiểu như vậy thì mình khi mà mình sắc là nó không có bị dính thức ăn vào dao ạ. Em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 17,2. Cái bảng ngang qua là 4. Và dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 2 ly ạ. À, giấy của nó đây. Dao mắt này thì em bán thêm một cái con trái cây nữa, gọt trái cây đây, cái hiệu của nó đây. Kitchen này. Dao gọt trái cây này thì nó làm cái kiểu không có nhọn để mình an toàn. Nhiều khi mình để ở phòng khách là các bé nó gọt trái cây. Đây, Made in Japan. Mắt, tay cầm cũng bằng gỗ luôn. Con này thì nó dài ở cái phần lưỡi ở đây là được 10,4 ạ. Và cái bảng ngang qua là được 2,2. Và cái độ dày của nó ở đây là được 1,35 ly. Thì em bán cái combo 3 con dao này là 1.100.000 ạ. Mã E87 này là 1.100.000 3 con dao. Và em qua. Mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì ủng hộ em nha. Em cảm ơn ạ. À.